liên quan vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, phát hiện tại trường Đại học An Giang. Chiều ngày 26 tháng 10, đại diện lãnh đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Tú, sinh năm 1999, ngụ huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp; Phạm Hồng Thái, sinh năm 2000, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang. Đồng thời, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Ngọc Tiên, sinh năm 2000, ngụ thị xã Tân Châu và Trần Ngọc Phương Thi, sinh năm 1998, ngụ thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, cùng về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Công an xác định 4 bị can trên đã thu nhận thông tin của hàng trăm sinh viên trường Đại học An Giang có nhu cầu làm giả văn bằng, chứng chỉ để gửi cho Phan Văn Đức, sinh năm 1996, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Sau đó, Đức nhờ đối tượng khác làm giả. Trong đó, thì đã thu nhận thông tin khoảng 44 sinh viên có nhu cầu làm giả chứng chỉ, rồi gửi thông tin cho Lê Đăng Khoa, sinh năm 1998, ngụ huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, để Khoa gửi cho Đức nhờ người khác làm giả. Theo kết quả điều tra ban đầu, cuối tháng 5 năm 2022, trường Đại học An Giang phát hiện 5 chứng chỉ tin học, ngoại ngữ và một bằng đại học do sinh viên nộp để nhận bằng tốt nghiệp có dấu hiệu nghi vấn nên trình báo cơ quan công an. Qua giám định, số chứng chỉ và bằng đại học trên là giả. Sau khi khởi tố vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Long Xuyên tiếp tục thu giữ hàng chục chứng chỉ ngoại ngữ và tin học có dấu hiệu làm giả.